Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Tùng và đến với một giao án của Suzy Boy One Champ Vladimir máy chủ sức cấp Trung Quốc. Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Vladimir cùng với Cờ Sơn Tê anh em nhé. Và cùng xem là kèo đấu này thì Suzy sẽ phải xử lý như nào nha. Let's go. Ok, kèo đấu giữa Vladimir của Suzy cùng với một Cờ Sơn Tê ở tại mức rank cao thủ và có cả đại cao thủ của máy chủ sức cấp Trung Quốc với một doán Vladimir triệu hồi Eri. Ngọc thái cờ phía dưới thì sẽ bao gồm áo choàng mây, thăng tiến sức mạnh, thiêu dụi, bảng phụ thì Suzy quyết định đổi thành giày miễn phí và thấu thị vũ trụ, hồi chiêu, sát thương thêm cùng với máu cộng thêm. Phép bổ trợ sẽ là tốc biến cùng với tốc hành. Đây là một lobby với mức rank cũng là tương đối cao anh em nhé. Và chất tướng Cờ Sơn Tê thì các bạn biết rồi, nó là chất tướng cũng tương đối ủ lì. Vladimir thì lại là chất tướng rất là cần thời gian đầu trận để tăng tiến sức mạnh. Và đầu trận thì hơi khó để tìm ra đủ lượng sát thương giết Cờ Sơn Tê phía bên kia. Lobby này thì có khá là nhiều cao thủ. Suzy đang đại cao thủ và có một con Alistar thách đấu phía team 1. Rừng thì đang là một con Javan, trong khi đó rừng đối phương là một con Kê tốc hành và thu thập hắc ám. Dạo gần đây thì mình đang thấy là có khá là nhiều những trận đấu ở tại máy chủ Trung Quốc thì người ta đang dùng con Kayn thu thập hắc ám và tốc hành lên theo hướng Kayn truy phản kích Assassin. Nó gần như đang là một lối chơi mặc định dành cho Kayn tại thời điểm này. Đường trên bên phía team 1 thì quyết định mang theo một con Kayn đen thiêu đốt và sốc điện ạ. Đánh cùng với một Erdi không biết bao nhiêu sát thương để giết con Erdi này đây. Điều kiện thắng bên phía của team Suzy sẽ là cánh dưới anh em nhé. Ở cấp 1 di chuyển đến từ phía team 1 với con Alistar đi đầu. Team 1 tính làm cái gì nhỉ? À, có thêm cả Zing ở đây nữa. Zing vật quy bắn được một đòn mà thôi. Không cảm nhận được quá nhiều áp lực đến từ phía team 1 ở tại khu bãi chim. Đồng ý là Javan cấp 1 nó không phải là con tướng quá mạnh nhưng mà cơ sở để cướp rừng đến từ phía team 1 nó cũng không phải là quá áp lực dành cho bên phía của team Suzy. Vì Suzy đang mở nhạc nên là tí nữa vào in game thì mình sẽ mở tiếng game lên cho các bạn xem sau nhá. Đang đứng nhảy hip hop khu đường giữa rồi. Khởi đầu đó là nhẫn Doran hai bình máu. Rao cũng đang đứng sẵn ở khu vực bụi cỏ chung với Javan, nếu đối phương có đánh nhau thì mình backup luôn. Ồ, Cờ Sơn Tê tốc biến đi rồi à? Cờ Sơn Tê như vừa mất tốc biến anh em ạ. Một lợi thế cấp 1 dành cho Vladimir của Suzy với phép bổ trợ tốc biến nhỉnh hơn. Và Cờ Sơn Tê cũng đã bị bóc đi một lượng máu tương đối với tình huống chơi hit với vị trí của Erdia rồi. Đối phương mang quyền năng bất diệt anh em nhé. Đối phương nâng E cấp 1 luôn rồi. Lát hit chụp một con lính nhỏ đến từ vị trí của Suzy bị đối phương đánh tay quyền năng. Đánh tay ăn lính trích quy cấu rỉa. Tiếp tục đánh tay với triệu hồi Eri. Đối phương E đánh tay thêm một đòn quyền năng nữa. Khá là khó chịu. Đứng trên Javan level 2 lên top gank luôn với tốc biến rồi. Không biết là Kennen về được hay không. Con Kennen không có TP nhá. Chết quả này là cực kỳ nặng nhưng Kennen tốc biến chạy được. Đối phương tiếp tục E lên đánh tay ạ. Nhưng mà Cờ Sơn Tê cấp 1 nâng E thì không có khả năng đẩy đường. Chắc chắn lên level 2 sớm hơn dành cho Vladimir của Suzy rồi. Đánh tay đối phương có một con Kennen vòng ra vẩy E thành công. Tốc hành còn trích quy hồi máu lại. Kennen level 2 E tiếp cận. Tốc hành sau đó thì có cho mình đó là áo choàng mây. Javan đã đứng kế bên rồi. Javan kỳ kích được hay không? Javan không kỳ kích được rồi. Đối phương tiếp tục quy vào lấy nội tại, sau đó thì làm một pha E. Đối phương E quy đánh tay, Cờ Sơn Tê level 2 bắt đầu có đam quy rồi. Đường trên thì Erdia có một quả AFK vãi. Tiếp tục đánh tay cấu rỉa với triệu hồi Eri, bấm luôn cho mình hai bình, đánh tay quy. Dùng E lát hit và sau đó thì có xe to, ok. Trước đây thì lại có Javan ra để băng trụ luôn rồi, đánh tay trích quy. Sau đó thì đánh tay W, Javan đi bộ vào và sau đó kỳ kích đi ra. Chiến công đầu dành cho Vladimir của Suzy. Quả băng trụ nhìn dễ thế nhở? Tức tưởng nó phải làm cái gì đó đặc biệt hơn chứ. Chỉ đơn giản là đi bộ vào để Javan đánh tay. Một hit từ trụ đánh tay, trích quy đánh tay, sau đó W xuống. Và Javan level 2 và băng trụ dễ thật sự ạ. Có những gì cần làm là con Vladimir nó làm hết với cái W rồi. Và đó là một tình huống chiến công đầu dành cho Vladimir của Suzy. Nhưng mà ông ơi đi ông bị sao đấy ông? Mất máu hơi nhiều rồi. Tiếng in game thì ít mà tiếng bàn phím của Suzy thì nhiều. Ông ơi đi ông áo cà rồi anh em ơi. Có chiến công đầu nhưng mà chưa có quay về rồi. Phải ở lại đón tân mít này thôi. Máu hơi yếu một chút.
Hút máu lại từ Q liệu rằng có đủ để landing hay không. Đối phương lao lên tấn công một pha EW. Sau đó thì Q, đối phương QA. Đối phương mang quyền năng bất diệt anh em nhá. Đối phương mang tốc biến cùng với cả dịch chuyển. Vừa rồi đối phương đã dịch chuyển rồi. Cờ sân tê cấu gì cũng là khá khó chịu. Mích đam ăn lính dưới trụ chưa mất một con. Ok, té thọn. Gia Van có định ra ganh nhưng mà máu này ganh nổi đúng không? Kane cũng đang có mặt khu đường giữa nơi đánh 2-2 thì cảm giác là không ngon. Để Gia Van 1-1 với rừng đối phương là ok. Kane hết máu đi về rồi. Cờ sân tê không có sát thương dứt điểm. Đối phương lao lên với tình huống mở đường và sau đó thì là một pha Q. Cờ sân tê quyết định làm gì đây? Cờ sân tê Q3 xịt rồi, cờ sân tê trầm cảm rồi. Tốc biến còn đến từ Suzy. Kane cũng lại tiếp tục có mặt 2 đánh 2. Gia Van tốc biến lên và sẽ là tình huống E-flat hay không? Đơn giản đi bộ lên trích Q là có mạng rồi. Tốc biến lên trích Q có mạng. Đó tình huống Kane gây một sức ép khá là khó chịu nên là thôi tốc biến dứt điểm nhanh trước khi Alista ra nữa. Giúp đối phương cũng ra đến nơi rồi anh em ơi. Mid party à? Mặc dù là kèo chất tướng cực kỳ cần thời gian như Vladimir hay là một kèo mà cờ sân tê cũng chỉ là chất tướng kiểu chống chịu thôi nhưng mà đánh nhau liên tục. Như mình đã phân tích ở các clip trước rồi, những người chơi ở tại máy chủ siêu cấp họ đánh rất là hổ báo và họ thực sự là không quan tâm nhiều về chất tướng đâu. Họ đánh à. Mình đã từng làm rất là nhiều giao án như kiểu là anh chàng Jack này, anh chàng Kane này, Kane của Sao, Jack của Sauer này, hay là Vladimir của Suzy này. Họ toàn là những chất tướng cần thời gian, toàn là những chất tướng yếu đầu trận đúng không anh em ạ? Mà họ PK hoặc là không có điểm dừng luôn á. PK không có ngần ngại trong cái việc là giao tranh liên tục. Đây là một phong cách chơi rất là thú vị của những người chơi on-champ máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Ông ngờ đi ông AFK sớm thế. Giờ đầu hàng cũng tiếc. Oh, reconnect. Từ từ anh em ơi. Còn gỡ. Wave vừa rồi về thì cũng may là chưa mất khiên trụ. Mất lính thôi. May quá ở đi vào lại rồi, reconnect lại rồi. Đang Vladimir 200 mà AFK thì uổng quá. Hai lần nằm xuống của cờ sân T, lệch là 2 level rồi. Lách Q3 rất tốt. Một trong số những điểm hay của Suzy mình vẫn hay nói trong những clip mình làm với anh chàng này là anh chàng này lát hit rất là ghê anh em nhé. Đây là một player có khả năng lát hit với Vladimir là cực kỳ tốt. Mặc dù đây là con tướng mà mình nghĩ là cái thao tác lát hit của nó sẽ hơi khó một chút. Nhưng mà anh chàng này đã thực sự rất là quen với cái thao tác lát hit của Vladimir rồi. Tân vừa rồi thì như mất một con mà thôi. Tiếp tục quy đánh tay cấu rỉa với Eri trong lúc đối phương đang quáng lát hit dưới trụ. Với một cú quy nộ này thì cờ sân tê đã bị áp lực. Mất một lượng CS tương đối. Tiếp tục quy A cấu rỉa và sau đó thì E đẩy đường. Dính quy 3 rồi. Đối phương gồng W. Quả vừa rồi đối phương W chạy mất rồi nên là không kịp trích lại cho mình một cú quy nộ. Lách Q3 tốt. Làm nhẹ cái Q tầm hơn 200 máu vào đầu đối phương. Tiếp tục đánh tay cấu rỉa với Eri và cờ sân tê lên cho mình đó là một mảnh giáp ạ. Trời ơi. Cờ sân tê tính lên cái gì đây? Đánh với Vladimir sợ lên mảnh giáp này làm gì đây? Có thể là cũng quá nghèo không biết lên cái gì ấy. Thôi thì Vladimir tay dài nó cũng có đam tay, nó cũng có sát thương vật lý ha. Vãi cái đối phương cắm cả mắt kiểm soát và vãi chim luôn ạ. Cái Q này không được bao nhiêu đam vì đối phương gồng cái W giảm khá là nhiều sát thương rồi. Lại tiếp tục trích Q cực kỳ bố láo, chấp nhận đam từ trụ. Đối phương E lên tung chiêu cuối rồi. Chiêu cuối trích Q hồi máu lại và sau đó thì IEW ok. Đối phương gồng mở đường, uầy. Cái quả mở đường ở dạng chơi khô máu của cờ sân tê vừa rồi nó cũng giảm một lượng sát thương tương đối đấy anh em nhé. Tưởng đâu là bị solo kill ngược rồi đó. Nhưng mà không, Suzy vẫn là người thắng cuộc cho tiếng solo 1v1 đổi chiêu cuối với đối phương. Bot có vẻ là hơi ngợp cho Kai'Sa rồi. Đó là tình huống Kane di chuyển xuống. Dừng đối phương 2-0-1 rồi nha anh em nhá. Ván này thì top 0-1-0 rồi. Ây à. Nhìn đi nhìn lại thấy hai cánh vẻ hơi toang toa anh em ạ. Lại đến lượt con Vladimir gánh team rồi. Bot không ổn, top không ổn. Dừng thì ra van bot không ổn nên là nó cũng đang thực sự không ổn. Nó có thể ra đánh chung với mid nhưng mà
Mình cảm giác là Zavan cùng với Vladimir đánh mà áp lực giết cờ sân T thì sẽ hơi khó nếu mà đối phương đánh chủ động thủ hòa. Bot win là bò bắt đầu ra mid rồi. Nào cùng xem là Suzy sẽ thể hiện khả năng gánh team ra sao nhá. Mid đam lấy rất là tốt, đây là tình huống bò ra mid nên là bot băng trụ rồi. Bot băng trụ đến từ Rell cùng với Kai'Sa nhưng băng trụ phải là hơi fail. Kai'Sa mất máu khá là nhiều, Kai'Sa R ngược trở lại lấy mạng xạ thủ đối phương ổn. Nhưng mà bò có mặt và Kai'Sa cũng đi rồi. Suzy thì vừa bị mất đi một ít máu nhưng mà với khả năng phục hồi từ những tình huống Q thì không vấn đề gì cả. Một quả lao lên cấu rỉa khá khó chịu đến từ cờ sân tê có cho mình, đó là Q3 thành công rồi. Tung chiêu cuối trích Q và sau đó thì đó là tình huống Zavan vòng ra với level 6. Máu độc hồi máu lại dành cho Suzy và lúc này thì tình huống đổi vừa rồi. Mặc dù là mình mất chiêu cuối nhưng mà cờ sân tê đang ở trạng thái máu khá là yếu. Kennen bắt buộc phải là người có mặt để giữ thế lính dùng. Kennen lao lên với tình huống tung luôn cả chiêu cuối, Kane có mặt, W còn, tốc biến còn. Và sau đó sẽ là tình huống tốc biến đi đến từ vị trí của Suzy mà thôi trước khi Alistar kịp tiếp cận với combo của mình. Zavan bị mất máu khá là nhiều dính chiêu cuối của Kane và bị Kane dứt điểm rồi. Kane khá là xanh nha. Hút máu lại từ sói và sau đó thì hết spell rồi. Kane có một pha rút lui và sau đó thì là mạng shutdown cho Suzy, tốc biến combo đến từ bò. Sát thương từ bò là đủ ạ. Đối phương cắm mắt từ bên phía bên này tường sang bên phía bên kia tường. Nó cắm từ trụ nhà mình sang bụi cỏ đấy anh em. Nó biết là con Vladimir còn đây luôn mà. Và nếu như pha vừa rồi mà bò combo không đủ sát thương tôi nghĩ là Suzy sẽ sống đó. Nhưng mà đánh nhau cực kỳ dài hơi diễn ra thì lúc này cờ sân tê đã lên khu đứng trên farm rất chill rồi. Cái này vẫn có đủ sát thương lấy mạng của Erdia lên đầu kiểu gì sao mỏng thế. AFK xong thọt quá rồi. Nhưng mà Zavan vừa gỡ được mạng rất là ổn. Suzy vẫn có cho mình đó là mạng hạ gục trong tình huống mà Kane đâm vào rất sâu giữa hai trụ. Và Rell đã tung chiêu cuối CC rất là tốt để cái mạng shutdown của Kane rơi vào tay con Vladimir này. Quá thọt đến từ vị trí của Erdia rồi. Farm được có mấy tờ, ba mấy CS thôi à. Quá thọt, mất trụ top luôn rồi ạ. Trụ một tài bản đồ dành cho cờ sân T tính ra nó cũng khỏe nha. Tính ra đối với phía team 1 không ai yếu anh em ạ. Kane thì rõ khỏe rồi, top bây giờ. Con Kennen vừa có trụ, vừa khiên trụ vừa có mạng. Cờ sân T thì đi mid 0-3 nhưng mà vừa ăn tiền trụ một tạp bản đồ. Vãi. Không ai yếu luôn nữa. Pha này đánh rồng được không ấy nhở? Đối phương nó bắt đầu start rồng rồi, bot ơi, bot ra đi bot ơi. Con bò này không có R này. Đấm nó ra van, ký kích vào luôn. Mất rồng rồi đánh người thôi. Bot đang êm thẳng vào dinh rồi, dinh yếu lắm rồi. Một mạng dành cho ai mà thôi, mạng dành cho Kai'Sa. Bò hết trên cuối trên luôn thì có gì nữa. Mạng thứ hai cho Kai'Sa, Rell hack kim thật tốt. Tung chiêu cuối máu độc hai người và sau đó tình huống Kennen tung chiêu cuối có được mạng của Rell, sau đó thì máu độc nổ. Kennen đi, mạng shutdown dành cho Suzy. 1-3, một Rell đổi được 3 mạng, một con rồng nguyên tố, cái giá phải trả là tương đối đắt cho phía của team 1. Và đường trên sẽ có khoảng trống để Erdia bắt đầu gỡ lại thế trận một chút. Cũng như lại tiếp tục có thêm mạng dành cho Suzy. Cú double kill cho Kai'Sa nữa, ok nhỉ. Một con rồng đã phải trả một cái giá tương đối đắt rồi, Kennen hết E đúng không bạn? Quy E đánh tay. Với tình huống máu yếu thì Kane có lẽ sẽ tiếp tục về rừng farm tiếp ở tại khu vực rừng trên. Bò có mặt để phòng ngự đợt đẩy khu đường giữa của Suzy. Kịp khiên trụ hay không đây? Bò lao lên có một pha Q đúp cực kỳ tốt. Trích Q EW sau đó thì hỏng rồi. Trừ rồi. À, bò đánh khó chịu thế nhờ. Ok nên ra đến đây rồi ạ. Nhanh thật sự. Ẩu ấy, mất luôn trụ mít rồi. À, đường trên thì cờ sân tê solo kill early à, vãi thật. Game khó thế nhờ. Top rừng đối phương nó rất xanh, bây giờ mít đối phương cũng đang bắt đầu có rượu comeback. Bot vừa rồi đã có một tiếng bắt lẻ được thành công vị trí của Zing trong lúc mà Alistar đang có dấu hiệu muốn bỏ của Zing đi lên cánh trên. Zavan có đại địa chấn và dùng luôn đại địa chấn để xâm lấn Zavan, liệu rằng có đủ hay không bạn ơi? Hấp huyết lên Zavan, đánh tay EQ hay bạn ơi, solo kill. Tạm tạm. Không đến mức gọi là chênh lệch quá nhiều. Ở cánh dưới bù cánh trên vậy. Early mới pha là tầm 50 CS mà thôi. Hơi thọt rồi. Rừng đối phương đang ăn ở khu vực
Bãi mùa xanh bị lộ vị trí và Suzy quyết định là đẩy đường và ăn khiên trụ thôi. Khiên trụ nó cũng sắp hết thời gian rồi. Bò thì đã lộ khu đường dưới, Ken đã lộ khu vực bãi cóc. Ken nên ra lại khu đường giữa, bỏ lại khu đường trên dành cho cờ sân T. Ken nên level 9, không quá đáng sợ. Trích cho 2 quy, Ken nên mất nửa cây rồi, Ken nên bắt đầu hơi ngợp ngợp rồi. Trích quy và đối phương tung chiêu cuối ngược trở lại, sau đó tốc hành lên luôn hay không? Có những dấu ping là đối phương có người backup phía sau con Kennen này, và Kennen đổi chiêu cuối thế này thì hết máu đi về thôi. Dinh bắt đầu lò dò đi ra rồi. Với đồ thần thoại trong ván thi đấu này của Suzy sẽ là một cái lưỡi hai bóng đêm. Ken có một pha W nhưng mà W trượt. Ken tung luôn chiêu cuối còn W để rút lui. Một pha QW kích cho mình, đó là tốc hành, lách W, trích Q ngược trở lại. Tốc biến combo, tốc biến né combo của bò, sau đó là một pha QE. Bên kia đánh căng thế nhở, anh em ra đây, help me, help me. Team nó hết rồi, trời ơi. Có trụ đứng dưới cho Kai'Sa rồi, reo ra mid cái bạn ơi. Ây da, hỏng cái hỏng cái hỏng cái hỏng cái hỏng rồi. Cứu tôi, một pha QEW. Và sau đó là một pha ra van có mặt, cú quy nộ giúp cho Suzy có mạng shutdown của cơ sân T nhưng mất trụ mid rồi. Kai'Sa về nhưng mà về hơi trễ, may là vẫn về kịp. Zavan kỳ kích hất tung xạ thủ đối phương lên, một pha QE có mạng. Và sau đó Zavan đại địa chấn dứt điểm thêm cả bò nữa. Ồ, team đánh quá hay rồi, team bắt đầu comeback rồi anh em ơi. Cũng may là đánh ở rank cao anh em ạ. Đánh ở rank cao, đồng đội vẫn biết chơi. Mặc dù là landing thì có lúc thắng lúc thua, nhưng mà được cái là đồng đội trong những cái thế có lợi thì đồng đội cũng rất biết cách để có thể backup. Bot vừa có trụ cho Kai'Sa xong là ra mid vét thêm đống mạng, chấp nhận là mất trụ mid nha anh em nhé. Quả vừa rồi đối phương Odin mạnh quá. Zavan đang xin bãi chim rồi. Suzy sẽ về đóng cho mình đồ tiếp theo sẽ là cái gì đây? Bot bị solo kill với mạng shutdown cho Kennen. Kai'Sa bị solo kill ạ, động cơ vũ trụ anh em à. Động cơ vũ trụ ở món trang bị thứ hai dành cho một Vladimir để tối ưu hóa thời gian hồi chiêu của những pha EQ liên tục. Ken lúc này thì đã hóa hình rồi nên là nó rất khỏe đấy anh em nhé. Con Ken Assassin này nó đang đi bắt lẻ ra van luôn rồi, vãi chơi lớn với ông. Ui, solo rất căng giữa hai jungle và ra van đã chui vào trong trụ nhưng suýt chút nữa cũng đã bị con Ken nó dứt điểm. Tên lửa đạn đạo từ xa quá hay đến từ Dinh luôn. Một pha E, sau đó thì Q tiếp tục đánh tay từ nhà đến trường hay không. Rell hết CC mất rồi, cặp mắt trích Q có Ken ở đây nhưng Ken hết máu rồi. Tiếp tục trích quy từ nhà đến trường, Dinh tới cú giật bắn E, sau đó quy nộ đánh tay và có mạng dành cho Suzy. Cờ sân T nghĩ mình trâu nhưng thật ra là không trâu lắm với cái lượng kháng phép ít ỏi. Chỉ có cho mình đó là giáp với găng tay băng hỏa mà thôi, kháng phép là tương đối ít. Mất một quay top rồi. Boss thì Kai'Sa không chịu nổi nhiệt con Kennen rồi. Cũng may là Kennen AP nên là tốc độ phá trụ của nó cũng không phải là quá cao. Bám cánh để lẻ ha. Cầm cho mình đó là 800 tiền nhưng mà... quyết định về luôn à, quyết định về hay là đi bộ xuống dưới bot hay là sẽ tiếp tục đẩy top đây. Dòng nguyên tố đã xuất hiện rồi và lúc này thì lượng tầm nhìn tại khu vực sông dưới đang hơi hạn chế. Kennen đứng dưới đang làm bố rồi. Khu vực đứng trên thì lúc này có một cú dịch chuyển tới từ cờ sân T. Đây rồi, về lại kèo đấu với cờ sân T rồi. Nãy giờ cờ sân T bỏ len lên top nhiều. Trích quy độ dính quy 3, dính chiêu cuối. Và sau đó là một tiếng tung chiêu cuối. EW sau đó thì lách quy 3, trích quy ngược trở lại. Sau đó tiếp tục là một pha EQ, solo kill dành cho Suzy, nghĩ mình trâu. Và cái kết... nghe đồn bạn trâu, nghe đồn bạn 200 năm. Nhưng mà không thể nào khỏe bằng một con Vladimir đã có cho mình hai đồ lớn được cả. Cảm thấy cái tốc độ hồi chiêu của cái động cơ vũ trụ này nó bổ sung cho con Vladimir này cái khả năng gây sát thương và khả năng phục hồi quá tốt đi. Trụ đường trên và một pha solo kill giúp Suzy có thêm cho mình một lượng tiền kha khá. Hồi nãy đang tính về tầm 1.000 tiền, tự nhiên có thêm trụ với cả mạng của cơ sân T, thế là 2.000 luôn. Quá ngon luôn. Về nhà và có cho mình một cái gậy quá khổ. Cơ sân T phía bên kia bắt đầu nhận ra vấn đề và lên kháng phép rồi, nhưng mà có phải là quá trễ hay không? Rồi, có đánh nhau diễn ra rồi, đó là tình huống ra van đại địa chấn được hai người EQ. Dinh bắn chiêu cuối từ xa, Ken có sát thương và đó là tiếng ra van lên bảng điểm số. W bỏ chạy đến từ Suzy khi thấy rằng Kennen đã tới với cái chiêu cuối của mình.
Có tốc hành đến từ cả hai bên. QE giật về một nhịp. Hút lại được khoảng chừng 2.000 máu tại thời điểm này. Nhưng mà chết ra van rồi. Con Kane khỏe thật sự anh em ạ. Cái giáo án Kane này hôm trước mình mới làm rồi đó. Hôm đó nó mình thấy là con Kane của anh chàng Sao Yue đánh đúng như kiểu đi bộ vút dâu luôn anh em. Cái lối chơi Kane Assassin xong lên chỉ phản kích, nó là lối chơi cực kỳ rác tại thời điểm này. Mình cảm giác là như vậy. Một con tướng bớt sát thương khỏe mà lại có thêm chúng chịu, có thêm CC. Bây giờ thì đứng trên đối phương đã gọi sứ giả và có trụ hai cho Kennen luôn rồi. Bot thì không biết lúc này cờ sân T đi cùng với rồi. Cờ sân T solo kill luôn cả vị trí ở đi quá phê ván này rồi. 2-2 đường giữa với tình huống Alistar đang bị thiêu đốt. Alistar mất máu khá nhiều. Alistar không có bất khuất. Alistar yếu lắm rồi. Kane có mặt. Phá tốc biến lên luôn hay không? Quyết định giữ tốc biến lại để EQ vì Zavan đã tới rồi. Tiếp tục EQ nhưng mà Zing có mạng, Zing hưng phấn. Kennen tới một pha EW flash lên nhưng mà dính cái đại địa chấn đó kìa. Dứt điểm được con Kane, Zavan kỳ kích đánh tay liên tục, Zavan hấp huyết lên, Zavan đánh tay và Zavan có mạng trước khi lên bảng với mạng với Kennen. Solo 1-1 giữa Kennen. Zavan có chuẩn bị cú triple, Kai'Sa không dám rờ vào, Kennen là quá xanh rồi. Một quả E flash lên tính, E đứt flash lên tính bắt con Zing nhưng mà Zing nó flash đi và thế là bị kẹt lại cho cái đại địa chấn của Zavan và cúp luôn. Kennen khỏe quá. Vẫn là một game tương đối khó anh em ơi. Nhưng mà không sao, chất tướng của Vladimir thì thực ra là đổi ở dạng đầu trận mà đừng có đổi lỗ quá là được. Đổi hòa hòa như này vẫn ok anh em ạ. Đổi hồi con Vladimir nó xanh sớm thì nó có đồ sớm. Lúc đấy thì lại dễ chơi. Vừa rồi là một mạng shutdown dành cho vị trí của Kai'Sa với pha chơi ngông tới từ Kennen. Bị Rell mở, bị Kai'Sa bắn chết rồi. Kai'Sa nhịp độ phong thần kiếm. Con đường tới với mũ phù thủy Ramadan của Suzy đang là tương đối nhanh. Sắp rồi anh em ạ. Farm chiêu chiêu tầm phút rưỡi nữa thôi là có rồi. Trong trường hợp là các bạn lại hit tốt xe to anh em nhé. Đam to thế này thì xe thì nó lại dễ luôn rồi. Bên kia Zing 2 đồ, Kane 2 đồ rưỡi, Kennen 2 đồ và cờ sân T cũng là 2 đồ. Chỉ có ông Erdia ván này bị quả AFK xong rồi vào thọt quá thôi. Kiểu đánh không nổi luôn á. Ván này thì Suzy cũng không có quá xanh tới mức mà lên luôn cho mình đó là Sector Mezai. Rell tung chiêu cuối đang bị bắt lẻ, tung chiêu cuối lại hai người, sau đó là một pha trích QE gồng mắc thời gian. Kane bị trích cú quy mất máu quá nhiều, bị vẩy E bởi Vladimir bị stun và lên bàn đếm số với mạng cho Kai'Sa. Đại địa chấn pha R vào, đúp R và bắn đấy từ Kai'Sa, mặc dù đúp trượt nhưng R và đánh tay thì Zing đã đi rồi. Theo đó là Alistar chắc là cũng gãy luôn rồi, quá tốt rồi. Một đoạn mid game mà team Suzy cũng đang đánh cực kỳ hay. Ở đi lúc này thì đúng là đi bộ vút dâu rồi. Tầm này Erdia đi làm gì đây? Không ấy ở lại bot, dép trụ bot đi không? Baron này miễn phí rồi. Còn xuống rồng được. Erdia hình như đang có dấu hiệu muốn lên lên cùng với Kennen á. Cảm giác là không cần thiết. Chạy xuống rồng luôn không kịp về nhà. Ôi Kennen chơi quả hơi lớn rồi. Một pha QW và sau đó thì là một pha E. Kennen chơi cực kỳ lớn và sau đó thì câu được ít thời gian để cờ sân T có trụ đường dưới nhưng mà Kennen nằm và không có bất kỳ một mạng nào cho Kennen cả. Một quả gọi là đang cũng hơi thiếu tập trung một tí từ Suzy cũng hơi giật mình với Kennen nhưng mà vẫn kịp nhấn cái W. Chứ là phản xạ của những người chơi Vladimir on charm thôi. Có biến cái W liền. Rồi, con rồng này thì về lấy thêm trang bị trước khi di chuyển ra. Mũ phù thủy đã có 633 AP. 10 số phong đắc ám, không đủ tiền lên sách trường mấy dai rồi. Rồng này là dùng lửa, không biết có ra kịp hay không. Đối phương bắt đầu đam rồng khá là nhanh rồi, có vẻ là không ra kịp. Ra van về và mất rồng luôn rồi, một con rồng lửa là cực kỳ ngon đấy nha. Đánh nhau diễn ra và Alistar bật bất khuất chống chịu, có vẻ là không được nhiều lắm đấy. Alistar tốc biến đi từ Alistar, đại địa chấn tốt từ ra van rờ vào, sau đó thì mạng có dành cho Suzy với tiếng trích quy cái sát thương kìa. Vãi thật. Rờ có Vladimir để chúng nó còn bonus thêm sát thương anh em nhé. Cho những kỹ năng còn lại. Chích cái quy sương sương nghìn mốt đam, Zing tự nhiên Zing tự nhiên thấy tụt khúc máu luôn, chết luôn. Không kịp u ớ gì. Nói chung đánh Zing gặp ra van chịu rồi. Bây giờ sẽ là tình huống cầm Baron đẩy thẳng vào khu đường giữa.
mất Banshee và Kennen bị tấn công, và sau đó thì với tình huống hai người trên bảng điểm số thì đó là tình huống băng trụ luôn đến từ Suzy rồi. Trích Quy sau đó thì vẩy EW, Trích Quy thêm phát nữa và Kennen đi rồi. Mạng thứ 12 dành cho Suzy. Tiếp tục EQ liên tục, Cú Quy hồi 900 máu ạ. Lách Quy 3 đối phương, W lách sát thương tới Cú Quy và sau đó trích lại một Quy Quy vào người đối phương. Lách đam Quy Ken, trả đam Quy vào đầu Ken thì Ken lúc này hết máu, hết mana luôn rồi. Ôi, làm cái gì đây? Ok, tôi đồng ý là ông khỏe nhưng mà quả này đang e ăn con sói đấy chứ. Đang e ăn sói tự nhiên con Ken lú cái đầu ra làm gì đây? Uầy, đúng là ăn đạn lạc anh em ạ. Sau đó thì bị ngay Quy nộ vào đầu. Các bạn thấy là EQ khi mà nó có cái động cơ vũ trụ ấy, nó hồi nhanh quá. Đây thực sự là trang bị rất là ngon ăn dành cho một Vladimir. Ngày xưa tôi có thấy nó lên ở đồ 1 nữa cơ anh em ạ. Tức là bỏ qua đồ thần thoại để lên cái động cơ vũ trụ sớm. Quá xanh rồi, sát thương là cực ảo. Bên kia thì lúc này Kennen có Banshee, Kersante có Giác Thiên Nhiên. Nhưng mà Ken, Jing các thứ thì chưa có cái gì cả. Nếu các bạn thấy là con Vladimir này nó chỉ cần khẽ chạm vào thôi là thấy tụt máu không phanh rồi. Kennen có Banshee nhưng mà chất tướng này cũng là chất tướng khá là mỏng. Đó, chắc là về đóng hư vô ha. Cái này lướt đai tên lửa. À, có đồng hồ, có đồng hồ, có đồng hồ, có đồng hồ. Chọc nhầm người rồi. Giật bắn đến từ Dinh, sát thương là quá hạn chế với khả năng phục hồi từ con Vladimir này. Cái này có đai tên lửa, có Banshee, có đồng hồ, nhìn cũng có R các thứ luôn đấy. Nhìn cũng có vẻ là nhiều võ đấy nhưng mà không ăn thua. Chích xương xương cái Quy vào người Kersante. Một pha W né Quy 3, trước đó là pha Trích Quy hồi lại gần 1000 máu. Thế đang được giết con Kersante này bây giờ, à con Vladimir này bây giờ. Kersante bây giờ không khác nào một cái bệ máu để con Vladimir nó hút lại. Nhìn là quá bất lực. Dược phẩm, hư vô. Chỉ có 10 số phong ấn thì nó chưa thành sách trôi mề dai thôi. 14 mạng xương xương ở mức rank đại cao thủ. Có thách đấu, có cao thủ. Ê, ok, đi đâu đây bạn? Tung chiêu cuối chúng và mạng có thành cho Gia Van. Tung chiêu cuối pha vừa rồi chỉ để lấy điểm hỗ trợ mà thôi. Gia Van giờ cũng khỏe rồi, Gia Van sâu zin luôn rồi. Erdia ván này thì rõ là đi bộ vớt dâu. Ở tầm này được cái là Erdia nó cứ đẩy cánh thôi các bạn. Con này thì nó là con đặc trưng ở việc là nó rất là trâu bò và nó có sát thương đẩy đường ấy. Đam lên trụ của nó thực ra nó không nhiều lắm. Nó chỉ có đam từ tàn phá hủy diệt thôi. Vừa rồi thì nó đã chết rồi. Đối phương tốc biến bỏ chạy khi thấy sự xuất hiện đấy từ con Vladimir cấp độ 16. Bò bật chiêu cuối nhưng bò nằm xuống quá nhanh, tốc hành lên. E vào và Quy vào, một mạng nữa cho Suzy. Tiếp tục là pha trích Quy nhưng đối phương là Kersante rút lui thôi. Nhìn con Dinh này khó chơi game thật đấy. Con Dinh này bao giờ mới có kiếm răng cưa đi không? Lại còn phải lên xong kiếm vàng chừng nào mới có kháng phép không? Con Vladimir thế này rồi không có kháng phép sao mà chơi đây? EQ tung chiêu cuối bị Q3 bị đối phương hất tung liên tục nhưng mà EW. Và sau đó thì là cú flash ra né chiêu cuối Kennen. Hồi máu lại từ con lính. Và sau đó là một pha E tham minh đồng hồ. Ok luôn, mạng thứ 17 cho Suzy. Legendary. Té ha. Về chắc là đóng sách trôi mấy dai đầu cuối thôi là đẹp. Hút máu lại kìa. Nhìn nản không. Thôi té thôi. Dinh lại bị Gia Van úp lồng rồi. Nhưng quả này Gia Van không đủ đam rồi. Cố gắng kỳ kích chạy thôi. Có dịch chuyển tới từ Erdi nhưng Erdi tới chết thuê à? Không đủ tiền dược phẩm và rồng sắp ra rồi kìa. Erdi TP xuống chết thuê Gia Van rồi. Gia Van chơi hơi cá nhân mà chưa giết được con Dinh vì nó sức thương là không đủ. Thiếu carry ở kế bên rồi Gia Van ơi. Thiếu Kai'Sa, thiếu Vladimir không có đủ đam rồi. Rồng này 4-5 nhá. Không biết đối phương đã mất tài nguyên gì quan trọng hay chưa. Có vẻ là tình huống mà Dinh cũng đã hút máu lại tương đối rồi.
4 đánh 5 cũng chơi vì con Vladimir cấp 17 rồi, kỳ kích chúng E vào và sổ trích quy phát đi luôn. Mặc dù là bò đã cover bằng tình huống W rồi nhưng mà con Dinh vẫn chết. Tiếp tục là một tình huống kỳ kích tốt từ ra và thất tung hai thành viên đối phương. Kai'Sa dứt điểm thành công dừng đối phương luôn rồi. Phía sau là Cersante một cái bị thịt, một cái bình máu di động mà thôi, hoàn toàn không có áp lực đến từ Cersante. Late game Kai'Sa khỏe, tập này 4 đánh 5 vẫn ok anh em ạ. Thôi đẩy bot rồi sau đó thì chắc là end ha. Thật ra đếm số của Dinh là 20 giây và Kane là 30 giây. Chiêu cuối sẵn sàng. Có cho mình gần 700 AP với 14 số sách trồng bề dai. Kennen không có ban si đứng trước mặt con Vladimir này. Thử một quy xem là có mất tầm ít nhất là phần 3 cây không. Bò có mặt rồi. Càng đông càng vui. Càng nhiều người thì lại càng chiêu cuối, nhiều người lại hút máu lại được nhiều. Đối phương có một cú TP cái gì ấy nhở? Cú TP từ nhà chính của team Suzy về với nhà chính đối phương ạ. Rồi Baron thôi. Làm con Baron đẩy AP đến khoảng chừng 800 AP là đẹp. 113 điểm hồi chiêu rồi. E Q sau đó tiếp tục lại E, sau đó lại Q. Sau đó tiếp tục lại E phát nữa. Như URF anh em ạ. E liên tục. 762 AP tại thời điểm này. Về lấy dược phẩm 800 AP nữa end game. End game. Ok, toàn thân tư thái lại lơ. Phát này không có tốc biến nhưng mà có tốc hành là đủ rồi anh em ạ. Có tốc biến thì nó sẽ càng dễ hơn nữa dành cho Vladimir trong việc tiếp cận tuyến sau của bên phía team 1. Và những con như Dinh các bạn biết là nó sẽ cực kỳ sợ những con Vladimir như thế này. Trừ khi nó có mấy con như kiểu là Tamken hay là nó phải có Man Mortius cùng với đồng hồ, tốc biến, tốc hành, các thứ luôn á. Con Dinh này lên được cái cung cung lúc này, thời điểm này nó không khác nào một cái con Rip. Con Vladimir nó khẽ chạm vào là chết à. Mà cái cách vào của Vladimir thực ra là nó tương đối khó cản. Vì nó có cái W rồi, nó có tốc hành. Nếu mà nó có tốc biến với đa tên lửa nữa thì gần như là không cản nổi ấy. Và nó có cái W rất là an toàn cho những thằng Oni. Bò lao lên combo và sau đó bật chiêu cuối. Bò mất máu hơi nhiều nhưng mà Odin mất máu nhiều hơn. Dinh có mạng, Dinh có hưng phấn. Đối phương mất cũng là một lượng tài nguyên khá khá rồi. Người nằm xuống chỉ là một con. Ôi dồi ôi, Dinh chơi game kiểu gì đấy Dinh ơi. Quá khó cho Dinh rồi. Dinh vẫn sống với một chấm máu nhưng mà Kennen R flash lao ra. Đó là tình huống bò lên bảo đếm số. Suzy có W. W vẫn sống đến từ Suzy, sau đó giật ra giật vào. Trích cái Q ăn mạng, triple kill cho Suzy. Quá khó cho bên phía của team 1 để xử lý team 5 với con Vladimir này. Nó vừa có đam, nó vừa có cả chống chịu nữa các bạn. Hút máu lại là quá nhiều đi. Tiếp tục là EQ. Quả cuối các bạn nhìn kìa, đây là con Vladimir không có tốc biến anh em nhé. Không biết là có tốc biến nó làm cái gì nữa đây. Thật sự luôn. Không thể cản nổi anh em ạ. Bạn nhìn này. Nó EW không có gì để cản EW con Vladimir hết anh em. Chỉ khi bạn có đồng hồ là bạn tốc biến các thứ bạn chạy thôi. Cái này bị chích cái quỳ nghìn máu mà. Cái này mất cái Banshee. Bước lên ăn một cái quỳ. Một pha E tốc hành lấy áo tràng mây và sau đó thì tung chiêu cuối. E trúng. Lặn W. Pha này nếu mà có cái đồng hồ ấy, anh em nhá, thì mình đứt lên mình chích cái quy mình đồng hồ cái là xong con AD luôn. Pha này không có đồng hồ nên giật ra một nhịp. Bạn thấy là AD đối phương này tức out team fight luôn rồi, không thể đánh được ấy, không được chơi game ấy. Đồ có cái gì đâu mà chơi game bây giờ đây. Kennen R flash lao ra ăn một cái quy mất 700 máu. Còn cái W luôn. W dứt điểm Kennen sau đó thì lách cái đứt đối phương chích cái quy người trở lại. Sau đó thì end game. Quá khó cho bên phía của team 1 để xử lý với một con Vladimir xanh đến như vậy. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Suzy, Boyan Cham, Vladimir, máy chủ siêu cấp Trung Quốc, kẻ đấu với Cersante. Một kẻ đấu mà băng trụ giết Cersante khá là dễ và sau đó thì dừng đối phương là một con kê cũng khá là khỏe đó, nhưng mà căn bản là Suzy đã xử lý gần như là mắc pinch trước tướng đi đường rồi. Đây là một con Vladimir mặc dù yếu đầu trận nhưng mà Suzy đánh vẫn rất là hổ báo và có khả năng gánh team rất là tốt khi có được trang bị sớm. Hẹn gặp lại anh em vào những dự án khác của các bạn trong máy chủ siêu cấp Trung Quốc anh em nha. Bye bye.